Chào bác, thế bác đây là ông Nam Ba Răng bảo là kết bạc vàng ở Pháp xưa thập kỷ 1950, mắt vào sang đang uống ERP3 nhé, tương đương R3 của cái băng ấy. Vâng. Con này size 140 rất là thoải mái thôi. Vâng. Con này size rộng hay to nhé, chiều ngang 13,8. Và cầu giữa là có chữ Amo và hai chuyện vuông, biểu tượng logo hãng từ ngày xưa. Tất cả thông tin về kính em đều ghi dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm. Càng phải là chữ Amo này và Marie France này. Amo này, Marine France này, đấy, rất rõ ràng nhá. Quay cận cảnh luôn này. Cái này là em đang quay lúc sẩm tối 5-6 giờ rồi đi làm về đấy. Và tiếp theo là cảnh trái này. Đấy, rất mới rất đẹp nhá. Mặc dù nó quay tầm 5-6 giờ trời mùa đông mà trời Hà Nội rất là tối. Miền Bắc rất là mùa đông tối rất là nhanh. Các bác lưu trước xe xem kính cổ đồ xưa, đồ lính Mỹ thì bác lên điện thoại trước để minh kết bắn từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh Đống Đa. Bởi vì nhiều khi bác đến xuất quá thì em không có nhà, bác cứ điện thoại trước là em sẽ sắp xếp thời gian và liên kết bán từ xa. Vì nhiều lúc em hay đi gửi hàng rồi đi thẩm định giá đồ cổ xưa thì bác lưu ý là điện thoại trước là ok ạ. Và Amo Ba Răng nhé, Pháp xưa thập kỷ 50 rất mới, trong nguyên zin nhé, cầu to cầu đều nhé, bản to bản đều, ốc sao tinh tế nhé. Và rất cảm ơn, xin chào lại phía sau.